Kinh số 124 Kinh Bạc Câu La Bạc Câu La Suta 209 Như vậy tôi nghe, một thời, tôn giả Bakula Câu trú ở Raja Gaha, Vương Giá, Veluvana, Trúc Lâm tại Kalanda, Kanivapa, chỗ nuôi dưỡng các loài sóc rồi lõa thể Kassapa một người bạn trước kia của tôn giả bắc La khi còn là cư sĩ đi đến tôn giả bắc La sau khi đến nói lên với tôn giả bắc những lời chào đón hỏi thăm sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên lõa thể cát sapa nói với tôn giả bắc La này hiền giả bắc La bạn xuất gia đã bao lâu đã được 80 năm này hiền giả, từ khi tôi xuất ra Hiền giả Bacula, trong 80 năm ấy đã bao nhiêu lần hiền giả hành dâm dục? Hiền giả Kassapa, chớ có hỏi tôi như vậy. Hiền giả Bacula, trong 80 năm ấy đã bao nhiêu lần hiền giả hành dâm dục? Hiền giả Kassapa, hãy hỏi tôi như sau. Hiền giả Bacula trong 80 năm ấy đã bao nhiêu lần hiền giả khởi lên dục tưởng. Hiền giả Bác La trong 80 năm ấy đã bao nhiêu lần hiền giả khởi lên dục tưởng? 210. Hiền giả Kassapa trong 80 năm từ khi tôi xuất gia, tôi không bao giờ nhận thấy có dục tưởng khởi lên. Vì rằng tôn giả Bác La trong 80 năm không nhận thấy có dục tưởng khởi lên. Chúng tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tăng hữu của tôn giả Bácula nay Này hiền giả, trong 80 năm từ khi tôi xuất ra, tôi không bao giờ nhận thấy có sân tưởng, hại tưởng khởi lên. Vì rằng tôn giả Bácula La trong 80 năm không nhận thấy có sân tưởng, hại tưởng khởi lên chúng tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tăng hữu của tôn giả Bác La. Này hiền giả, trong 80 năm từ khi tôi xuất gia, tôi không nhận thấy dục tầm nào khởi lên. Vì rằng tôn giả, vân vân, một vị tăng hữu của tôn giả Bác La. Này hiền giả, trong 80 năm từ khi tôi xuất gia, tôi không nhận thấy sân tầm, hại tầm nào khởi lên. Vì rằng tôn giả, vân vân, một vị tăng hữu của tôn giả Bác cô La. 211 Này hiền giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuất gia tôi không nhận thấy có thâu nhận y của cư sĩ. Vì rằng tôn giả, vân vân, một vị tăng hữu của tôn giả Bác cô La. Này hiền giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuất gia tôi không nhận thấy có cắt y với con dao vì rằng tôn giả vân vân một vị tăng hữu của tôn giả bác cu la này hiền giả trong tám mươi năm từ khi tôi xuất gia tôi không nhận thấy có may y với cây kim vì rằng tôn giả vân vân một vị tăng hữu của tôn giả bác cu la này hiền giả trong tám mươi năm từ khi tôi xuất gia tôi không nhận thấy có nhuộm y với thuốc nhuộm vì rằng tôn giả vân vân một vị tăng hữu của tôn giả bắc cula này hiền giả trong 80 năm từ khi tôi xuất gia tôi không nhận thấy có may y katina vì rằng tôn giả vân vân một vị tăng hữu của tôn giả bắc cula này hiền giả trong 80 năm từ khi tôi xuất gia tôi không nhận thấy có may y cho các vị đồng phạm hạnh, vân vân, có nhận lời mời ăn, vân vân, có khởi lên tâm như sau, mong rằng có người mời tôi ăn, vì rằng tôn giả, vân vân, một vị tăng hữu của tôn giả Bác Cú La. Này hiền giả, trong 80 năm từ khi tôi xuất gia, tôi không nhận thấy có ngồi trong nhà, vân vân, có ngồi ăn trong nhà, vân vân, có ghi nhận chi tiết các tướng đặc biệt của nữ nhân, vân vân, có thuyết pháp cho nữ nhân cho đến câu kệ bốn câu, vân vân, có đi đến chú phòng tỷ kheo ni, vân vân, có thuyết pháp cho tỷ kheo ni, vân vân. Tôi không nhận thấy có thuyết pháp cho học pháp nữ, vân vân. Tôi không nhận thấy có thuyết pháp cho Sajini. Vì rằng tôn giả Bác Cô La trong 80 năm không nhận thấy có thuyết pháp cho Sajini, chúng tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tằng hữu của tôn giả Bakula. Này hiền giả, trong 80 năm từ khi tôi xuất gia, tôi không bao giờ nhận thấy có xuất gia cho ai, vân vân, có thọ đại giới cho ai, vân vân, có nhận làm y chỉ cho ai, vân vân. Tôi không bao giờ nhận thấy có sa di hầu hạ, vân vân có tắm trong nhà tắm vân vân có tắm thoa bột chuna vân vân có nhờ đồng phạm hạnh xoa bóp chân tay vân vân tôi không bao giờ nhận thấy có bệnh khởi lên dầu cho trong một chốc lát vân vân có mang theo y dược cho đến một miếng nhỏ từ cây ali lạc vàng vân vân nằm dựa vào tấm gỗ dựa vân vân nằm dài xuống ngủ vân vân đi an cư mùa mưa tại chú xứ gần làng. Vì rằng tôn giả Bác Cua La trong 80 năm không nhận thấy có đi an cư mùa mưa tại chú xứ gần làng, chúng tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tăng hữu của tôn giả Bác La. Vừa đúng trong 7 ngày, này hiền giả, còn uế nhiễm, tôi đã ăn đồ ăn của nội địa, rồi đến ngày thứ 8 tránh trí khởi lên. Vì rằng tôn giả Bác Cú La vừa đúng trong 7 ngày còn uế nhiễm, đã ăn đồ ăn của nội địa, rồi đến ngày thứ 8 tránh trí khởi lên. Chúng tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tăng hữu của tôn giả Bác Cú La. 212 Thưa hiền giả Bác Cú La, hãy cho tôi xuất ra trong pháp luật này. Hãy cho tôi thọ đại giới. Rồi lõa thể Cát Sapa được xuất ra trong pháp luật này. Được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu. Tôn giả Cát Sapa. An chú độc cư. Viễn ly. Không phóng giật. Nhiệt tâm. Tinh cần. Không bao lâu với thượng trí tự mình chứng ngộ. Chứng đắc và an chú ngay trong hiện tại. Vô thượng cứu cánh của Phạm Hạnh. Mà vì mục đích ấy các thiện nam tử trơn tránh xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình hướng đến vị ấy biết sanh đã tận phạm hạnh đã thành những gì cần làm đã làm không còn trở lại trạng thái này nữa và tôn giả kassapa trở thành một a la hán nữa rồi tôn giả bác cô la sau một thời gian cầm chìa khóa đi từ chú xứ này đến chú xứ khác và nói như sau. Chư tôn giả hãy đi ra, chư tôn giả hãy đi ra, hôm nay tôi sẽ nhập Niết Bàn. Vì rằng tôn giả Bác Cô cầm chìa khóa đi từ chú xứ này đến chú xứ khác và nói như sau. Chư tôn giả hãy đi ra, chư tôn giả hãy đi ra, hôm nay tôi sẽ nhập Niết Bàn. Chúng tôi thọ chỉ sự việc này là một hy hữu, một vị tăng hữu của tôn giả Bác Cô Rồi tôn giả Bác Cô ngồi giữa chúng tỷ kheo nhập Niết Bàn. Vì rằng tôn giả Bác Cô ngồi giữa chúng tỷ kheo nhập Niết Bàn, chúng tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tăng hữu của tôn giả Bác Cô